Và anh thấy rằng nếu mà nó ổn, anh sẽ hỏi ý kiến mọi người nhá. Mọi người thấy là Trump đi bán nước thì có ổn không? Và nếu như ổn thì chúng ta nên triển khai như thế nào? Và nếu như em có một kế hoạch cụ thể và em mong muốn làm cái gì đó thì và mọi người thấy rằng nó ổn thì chắc chắn là anh sẽ là trích một cái phần quỹ ra để mà giúp cho em có thêm cái số vốn ban đầu để mang nước. Cúp à, chị nói cốp đi, nó dở ra cho chị à. Dạ, nó cốp, nó dở ra cốp, nó dở ra nó à Cúp nè, à à. nó chè lại nữa nè, nó biết á, biết chơi. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh Cúc Chiến Channel nha. Hôm nay thì Cúc Chiến đi với chị Thảo để mà thăm lại hai bé song sanh Hiếu Nghĩa mọi người. Và hôm nay thì mình cũng bàn với chị Thảo để mà có cái kế hoạch lo lâu dài hơn cho tụi nhỏ ha. Thì cũng phải giới thiệu cho mọi người biết, chị Thảo là người giới thiệu cho Cúc Chiến cái hoàn cảnh này và trong 4 tháng dịch á, chị là người vận động và giúp đỡ sữa cho các cháu để vượt qua cái giai đoạn khó khăn. Nhưng mà tới bây giờ thì cái nguồn sữa chỗ chị Thảo thì nó đã cạn rồi. Và rất là may là mình cũng đã kịp thời kêu gọi và mọi người ủng hộ rất là nhiệt tình được hơn 40 triệu đồng. Thì đây là một con số rất là lớn trong cái thời điểm khó khăn này. Thì mình sẽ bàn với Thảo tìm một cái cách nào đó có thể là giúp cho em bé một cách hiệu quả nhất. Thì theo Thảo thì cái kế hoạch như thế nào? Thì bây giờ thì giống như vẫn như mọi khi thôi, thì một tháng sẽ là 8 hộp sữa. Thì nhưng mà bây giờ bé cũng giống như là gần gần lớn rồi, thì nó sẽ thêm một cái là ăn ăn mặn thêm nữa, thì ví dụ như sẽ nấu cháo thêm cho bé, thì cái chi phí nó sẽ tăng lên chút xíu nữa. Như vậy thì theo cái tính toán là khoảng một tháng là bao nhiêu em? Bình thường thì bây giờ tầm một tháng em sẽ đưa là 4 triệu. Nhưng mà sắp tới ăn uống nữa. Bắt tới ăn uống nữa thì em cho trung bình tầm khoảng thêm 1 triệu, 1 triệu hơn nữa thì là 5 triệu. thì mỗi tháng cái chi phí cho em bé mà đầy đủ để cho em bé cứng cáp á, là khoảng 2 triệu tiền ăn và cái phần còn lại là mua sữa. Với cả. Thì Cú Chiến nghĩ rằng là vẫn ổn cho các cháu trong khoảng 9 tháng thì nó đủ cứng cáp rồi để cho mẹ bé là có thể là có cái thời gian để mà bươn chải mưu sinh tự lập. Hello mọi người, bây giờ thì Cú Chiến với chị Thảo sẽ chạy qua cái chỗ mà ba mẹ con thường xuyên bán vé số nha. Để không biết là bây giờ là ba mẹ con có một cái xe mới rồi thì cái việc bán nó có thuận tiện hay không, hy vọng là nó sẽ thuận tiện hơn rất là nhiều. Thì mời mọi người theo dõi cùng Cú Chiến nha. Lấy thêm mà này cho ngày mai hay là chiều nay? Dạ 30 tờ chiều nay, còn 20 tờ em lấy ngày mai. Tại em sợ lắm, em để nó về ngủ. Vé số cũng có sẵn cho ngày mai luôn ha. 11 giờ trưa mới có. Đây này mọi người, hai em bé giờ là ngủ meo râu rồi. Tức là có cái xe này cũng tiện ha, kiểu như là buồn ngủ là mấy anh sẽ không có đòi. Ngủ là em thả xuống cho nó thả xuống cái ngủ luôn. Ngủ nãy giờ có tiếng mấy 2 tiếng à. Dạ, mới đẩy ra đường là ngủ nãy giờ. Vậy là xe này đi bán tiện quá ha. Dạ. Nói chung là cái xe này cực kỳ tiện luôn á mọi người. Thì chị ấy cũng không phải là gọi xe ôm để mà chở đi nữa. Thì thứ nhất là cái xe nó quá cồng kềnh, đúng không? Dạ. Bây giờ muốn người ta nhờ chở giùm chắc cũng khó này. Thứ hai là bây giờ là hai bé là bây giờ rất là an toàn ở trong này luôn. Mỗi lần đi bán là không có nắng, không có bụi nữa. Là lúc đầu mình cũng sợ rằng là chị không có chế được cái này, nhưng mà qua là thấy chị tự chế luôn phải không? Dạ, cái vải mùng á anh. Cắt vải mùng rất là đẹp. Dạ. Đó, hai đứa nó ngủ mà. Trời đất ơi. Bình thường em cũng cái này. Nghĩa nó ngủ mà nó làm duyên nè. Dạ. Để tay kìa Nghĩa phải không? Dạ Nghĩa đúng rồi anh. Để tay kìa mọi người. Để tay mà chống ngay cái đó. Ngủ mà làm duyên dữ không? Chị bây giờ đã chuẩn bị rất là nhiều cái dụng cụ. Ồ sữa nè, hai bình sữa còn ấm luôn. Là chưa uống hả? Dạ đúng rồi, em hồi sáng bé bữa uống rồi, bây giờ em quậy cái này cho 10 giờ rưỡi mà ai ngờ bé còn ngủ ngon lắm nên em không cho uống. Rồi tã chuẩn bị sẵn, dạ, rồi có thêm nước nữa, rồi thêm cả xịt khuẩn để mà rửa tay rất là cẩn thận luôn. Dạ. Thì bây giờ khi mà có cái xe rồi thì em thấy cái việc buôn bán của em như thế nào? Dạ nó tiện lợi lắm anh, em không có phải đi xe ôm với lại em ẵm con ngoài nắng bụi nữa. Cái quan trọng nhất là con em được an toàn. Dạ. Nó không có phải là chịu cái nắng bụi nữa mà. Dạ. Có cái là nó khoái ngủ khi nào thì ngủ đúng không? Dạ, nó ngủ thì em hạ xuống. Thực sự là mình thấy bé mà mình đau lòng luôn. Bé mà
mà một tay thì bé rất là mình cũng mệt mà con mình càng mệt nữa. Yeah. Nên là sau khi mà gặp Trâm và quay xong cái video là mình với Thảo là bàn nhau phải tìm cách mua ngay. Mặc dù mình biết rằng khi mình đăng lên sẽ rất là nhiều người cho, nhưng mà lúc mà mình đăng lên thì nó trễ, nó lâu quá, mình phải khẩn cấp cho các cháu. Cái việc mà dùng một cái vải màn để mà chắn cho con là mình cũng chưa có nhắc luôn, nhưng mà chị đó đã tự làm và thiết kế rất là đẹp. Đường này là Thông ra chợ luôn hả? Dạ đúng rồi anh, đi ra chợ luôn. Dạ mới được cho gì tốt. Dạ. Dạ có xe à. Dạ. Đây mọi người, đây là cái chú mà hàng ngày là hồi xưa hay chở ba mẹ dạ. con là đi về nhà đó. Nhưng mà bây giờ cái xe lớn quá rồi chắc chú chở không nổi nữa. Xe này không biết bỏ lên thế nào luôn á. Này là hết chạy rồi, hết chở rồi đó. Thôi kệ, nhưng mà giờ đẩy nó dễ rồi. Giờ đẩy là ngon rồi. Chủ động. Rồi, cảm ơn cô Nghĩa. Này nhóc đã. Dạ. Hai đứa nó ngủ đã chứ. Dạ. Sáng muốn sốt hộ con. Dạ. Dạ. Đây mọi người, mình cảm giác là chị ấy rất là thương con luôn. Bởi vì mỗi lần đi bán là chăm chút cho con từng chút một, rồi đòi quạt cho con. Và cái điều rồi. Quan trọng hơn là mấy hôm trước chị thử là để hai con ở nhà cho bà cố chăm sóc để đi bán một mình. Dạ. Nhưng mà rất tiếc là đi một mình thì không bán được vé số, rất là ế. Nên là buộc lòng phải dẫn hai cháu theo để mà có thêm cái thu nhập lo cho hai cháu cũng như là lo cho cả gia đình. Dạ. Nóng quá nó ngủ cái thằng cổ nó mồ hôi, lát nó dậy ướt áo quá luôn. Bữa nào con có dụng giải tiền mua cái quạt quạt điện á, con kéo theo giờ cái đi về nghỉ mệt á cái bị sạc. Dạ. Mua số hơn con. Dạ nhìn coi YouTube bữa nay mới được gặp. Dạ đúng rồi. Chị thấy hai đứa nhỏ thế nào chị? Dạ. Dạ. Đây mọi người, có một chị cũng xem kênh YouTube của mình và đã phát hiện ra và ủng hộ cho mấy mẹ con. Mấy tờ rồi. Rồi. Dạ. Bữa nay có xe đó hả? Dạ. Nay có xe, chị thấy ngủ đã không? Dạ. Mẹ nó nách đứa đẩy đứa dạ. Tội quá. Dạ. Bình thường là phải chở về cho ngủ. Bữa nay ngủ ngon luôn anh. Dạ. Dạ. Bà thấy hai đứa nhỏ thế nào? Cưng quá à. Cưng ha. Dạ. Ba cái đâu? Dạ chồng con mất rồi á bà. Dạ. Rồi giờ đi bán vé số đi hai đứa hả? Dạ. Em mừng quá, cô mua hết trơn luôn. Em còn 5 tờ cô mua hết trơn. Dạ. Yeah. Hết luôn hả? Hết luôn rồi. Ok, bây giờ về cho mấy cháu nghỉ ngơi hả? Dạ. Ủa vậy là em bán hết cho ngày mai luôn rồi hả? Em bán hết luôn rồi. Rồi, quá giỏi luôn. Dạ. Mấy chút xíu rồi bán hết luôn rồi Thảo ơi. 42 tờ hết trơn luôn. Trời em mới ơi. Bán. Ok, bây giờ chắc là mình về đi, về đường nào? Dạ. Em đi bộ không? Dạ, cũng là đi về. Ok, hằng ngày em về thế nào thì em cứ về như vậy nha. Dạ. Con nó nằm chéo quẩy rồi. Đây này mọi người, hôm nay thì rất là may mắn cho ba mẹ con luôn là trên cái đường đi bán thì gặp một cái người khán giả của kênh Cuộc Chiến Channel và chị đó đã mua toàn bộ cái số vé số còn lại là 42 tờ cho tất cả hai cháu luôn, nên là được về sớm một bữa. Đây là cái dốc cầu Phạm Văn Chí đó mọi người, thì thường là ba mẹ con sẽ đi ngang cái cầu này và trước kia thì phải nhờ chú xe ôm chở, tại vì một tay nách một tay đẩy, nhưng mà bây giờ thì có cái xe đẩy thì cũng thuận tiện hơn rất là nhiều rồi. Mỗi lần lên cái dốc cầu này nó hơi cực một chút xíu á mọi người.
hơi nặng. Nặng lắm hả chị? Dạ nó hơi mỏi giò. Mỏi giò ha. Đó, có mỗi lần đi qua cái cầu này là hơi mệt thôi. Cái đường này thì khá là đông đúc xe cộ nên là cũng khá là nguy hiểm khi mà đi qua những cái dốc cầu như vậy. Mỗi lần đi qua đây Trâm có sợ không em? Dạ có anh. Trời, xe nó chạy xe dạ. Quá. Dạ. Sao em không có chọn cái tuyến đường khác mà đi cho nó an toàn? Dạ em bán cái đường nó cũng quen rồi mà mỗi ngày em bán bên này, mỗi ngày em bán bên sao kia. Sao không đi bên kia về? Dạ bên kia đường vắng lắm, nhiều khi còn số mình bán không được. Thông thường là đi đường này về đúng dạ. không? Bên đây có người chứ bên kia đường nguyên cái đường toàn là cây với hai bên đường không mà không có ai mua. À đây này mọi người, cái tuyến đường này thì nó nguy hiểm hơn vì nó hẹp. Dạ. Và xe lớn nó nhiều nhưng mà bên này thì đông người hơn nên là Trâm thường lựa chọn qua đây này. Dạ bên kia đường với công ty không có ai mua mình đâu. Giữa mình ấy số mình đi về đường này không ai mua. Hôm nay là Quý Chính cũng nói Trâm là cứ đi như mọi ngày để mình xem như thế nào. Thôi đi được ha. Dạ. Sao rồi em? Dạ ngủ ngon quá, ngủ nữa rồi anh. Ngủ nữa rồi hả? Xe này đẩy mát quá, đẩy đi đường. Ngủ tiếp rồi. Nó ngủ nhiều vậy rồi buổi tối là có ngủ không em? Dạ có bình thường anh, tại chiều em cho nó chơi á. À. Quá mà. Hay là hôm nay là được mọi người ủng hộ nên là về sớm. Dạ. Chứ còn mọi ngày chắc là quá trễ luôn. Hôm nay chị Thảo là có mang sữa qua cho bé. Là cứ nửa tháng là chị mang qua một lần thôi Thảo. Dạ đúng rồi. À. Mỗi lần qua này là đây là em phụ. Thì Trâm nó sẽ tự mua, em sẽ gửi tiền cho Trâm, Trâm mua trên Lazada nó tiết kiệm hơn. Ok. Đây mọi người, cứ chị Thảo là cũng cứ khoảng nửa tháng là sẽ mang sữa qua cho các bé. Một tháng như vậy là các bé sẽ uống hết khoảng là 8 hộp sữa. Chỗ này nó không có vừa vào hả Trâm? Dạ vừa luôn anh. Vừa luôn ha. Lại vừa không? Vừa luôn, vừa luôn. Tới luôn, tới nhà luôn. Tới luôn à? Dạ chứ em ẩm đâu có. À. Đâu ẩm được đâu. Dạ. Xe này nó rất là gọn. Vô là thức luôn á, tới nhà là thức liền nè. Chắc không? Chắc cú luôn. Ờ, nếu mà không chắc là xíu nữa mà. Tại vì mình nó đã ngủ nãy giờ gần 2 tiếng đồng hồ rồi, tới nhà là nó quậy em tưng luôn, em mà khỏi nghỉ ngơi luôn. Có vẻ như là chị Trâm chị mới có hiểu tính cách của con cái mình. Thường ngoài đường là mát nhưng mà về nhà là thức liền. À. Nè để tới nhà mở cửa là thức luôn. Để xem coi chị ấy nói có đúng không nha. À. Thật sự rất là tiện luôn mọi người, cái xe nó đi vào được tận trong phòng luôn. Tới nhà luôn. Tới nhà. Rồi tự nó thức luôn. Tự nó biết người dừng lại là nó hết đi là nó biết dừng ha. Mình vừa nghe tiếng em bé khóc đó mọi người. Vậy là Trâm nói là có phần đúng đó. Đó. Rồi xong Hiếu tỉnh dậy rồi. Y chang luôn ha. Chắc về nhà là anh cảm nhận được cái độ mát á. Dạ. Thả xuống là thức á. Thả xuống là người dừng lại. Nó thức liền. Là ngủ hay thức nữa? Bỏ xuống thức luôn á, tại nó ngủ 9:30 tới giờ đó. Một rồi đứa rồi, này hai đứa này quá wow, áo nhà, đổ mồ hôi hết rồi, tự động thức luôn. Rồi vô nằm. Sau một ngày làm việc vất vả thì hai cháu cũng đã được về căn nhà thân thương của mình. Ồ mẹ, ôi ôi mồ hôi cháu, ngủ đi, ngủ nữa đi con, mát đó. Rồi bé thứ hai. Hiếu lúc nào cũng ngủ say sưa hơn mẹ. Ừ. Trời ơi cái áo của nó kìa chị. Không, em phải kiếm mấy cái áo. Trời ơi chị coi miếng mút kìa. Chị dọn miếng mút coi. Ừ. Mồ hôi nhiều lắm hả? Dạ ướt áo hết rồi. Em kiếm đồ sắp tắt cho nó. Dạ tại ban ngày đi nắng quá chị. Chị thương ghê không? Trời ơi hai đứa gì à. Lăn đùng ra ngủ luôn. Rồi Hiếu dậy rồi. Hiếu thấy có người lạ nên là chăm chú nhìn. Ngủ đã không? Gì trời biết gì đâu mà cười. Hả? Hai cục cưng đã thức dậy rồi nè.
Rồi bắt đầu là trời lạnh làm gì xếp hàng vậy? Xếp hàng luôn. Ngay hàng thẳng lối luôn à. Chờ uống sữa hả? Chờ uống sữa chắc hay sao? Quá. Chắc là chờ uống sữa chắc, ha, nhìn dữ vậy á. Xếp hàng luôn rồi. À, xếp hàng luôn rồi. Rồi rồi lấy sữa. À, sữa. Sữa có dì Thảo đem qua cho tụi con đó. Cười. Nói sữa, mang sữa cho thì nó là nó cười kìa. Tin. Ủa sao xếp hàng luôn ha? Xếp hàng y chang luôn này mọi người. Ôi ôi. Anh này ở sau anh trong hai, anh kia luôn. Anh hai ở sau em đúng luôn. Anh hai trước chứ đúng không ạ? Em bắt trước theo luôn. Xếp hàng. Ủn nhau luôn, ủn nhau luôn. Đồ chơi nè. Quá trời quá đất à. Wow, nóng quá trời nóng luôn. Chịu không nổi. Ngày nào mà anh đi làm về mà tới nhà giống như là thiên đường vậy ha. Dạ. Nhưng mà được cái là hai đứa về cái nó ngoan liền ha. Dạ, chơi liền. Anh bỏ sợ là về là tụi nó sẽ nằm xuống nó quấy nhưng mà... Nó sẽ dễ chịu hơn ở ngoài nữa. Kiểu như là đã được một giấc say sưa rồi đúng không? Dạ, đẩy ra đường ngủ tới giờ luôn mà. Đây mọi người, thực sự là cái xe dạ, á mà... mình tụi mình mua rất là hữu dụng luôn, làm cho hai bé như là cảm ơn em nha. Dạ. Đây này mọi người, thì Trâm đi bán về là sẽ chuẩn bị thời gian để mà lo lắng cho các cháu, về là sẽ cho uống nước rồi uống sữa rồi cũng như là kiểm tra các cháu như thế nào, nhưng mà khi mà có cái xe rồi chắc là về cái là đỡ cực hơn là Trâm ha. Dạ. Bây giờ bình thường là về là tụi nó sẽ lăn ra ngủ hoặc là quấy đúng không? Dạ. Nhưng mà bây giờ về là mọi người thấy không, tinh thần của các cháu rất là thoải mái do là có một cái khoảng thời gian là được ngủ trên xe rất là đã rồi. Vậy là trưa là Trâm cũng khó nghỉ trưa đó. Dạ. Đúng không? Bởi vì lúc trước trưa thì ngủ được. Ừ. Hôm nay có xe, sáng em đẩy đi 9 giờ, em đẩy đi nó ngủ tới giờ luôn, mới dạ. Về luôn. Dạ. Đẩy ra chưa tới cầu Phạm Chí nữa là nó đã ngủ mất rồi. Thôi uống xong mà ngồi dậy đúng không? Dịnh này tự ngồi nha. Tập ngồi nha. Hay quá ta, hay quá. Thường thì nếu như mà hôm nay là gặp may đúng không? Dạ. Hôm nay là có khách mua nhiều, nhưng mà nếu mà khách không có mua nhiều thì khoảng mấy giờ là Trâm sẽ về? Dạ thì 11, 12 giờ trưa em cũng về cho con ngủ. Đúng rồi, cũng dạ. Cỡ này mình cũng nắng quá ha. Tại vì em lấy là em có lấy hờ giống như 50 thì em lấy 20 tờ ngày mai. Dạ. Nếu không hết thì nếu không hết thì chiều tối em mát mát em đẩy con đi được. Đây mọi người, như vậy là thấy Trâm cũng có cái sự rất là tính toán trong cái việc mà bán vé số ha. Chứ giờ này nắng quá. Đúng rồi, một cái rất là tốt. Nếu như buổi chiều em bán không hết thì em sẽ chuyển qua ngày mai ha. Dạ. Nước hơn, đã quá, khát quá mà. Hai cái răng thỏ. Cha cha. Mình sẽ ngồi ở đây để mà cùng trao đổi với tất cả mọi người. Hello mọi người, thì sáng nay cũng chiến với chị Thảo là cũng đi theo em Trâm cái hành trình để đi bán vé số và cảm giác như là mọi thứ nó đã đi vào cái quỹ đạo hơn. Khi mà có một chiếc xe thì em không cần đeo đâu, tại vì anh với Thảo đeo rồi, em ở đây với hai con em thôi mà. Thì mọi thứ nó đã đi vào cái quỹ đạo rồi. Có xe thì hai bé cũng đã được an toàn hơn, được ngủ đủ giấc hơn và cũng được bảo vệ khỏi nắng và bụi nhiều hơn. Thì mình rất là mừng về cái điều đó luôn. Và cái điều quan trọng hơn đó là tất cả những người khán giả xem kênh Chiến rất là yêu thương, nếu mà gặp ngoài đường thì đều đã ủng hộ cho mấy mẹ con. Nhưng mà anh nghe nói là có một ngày nào đó em đã đi một mình, không có đem theo hai con hả? Dạ, em có đi thử một mình, em gửi con cho bà cố á. Cho bà cố bé, nhưng mà em đi bán không được. Dạ. Tại vì khó bán luôn. Tại vì đa số mọi người mua là muốn ủng hộ cho hai đứa nhỏ. Dạ, người ta thấy hai đứa nhỏ cũng ủng hộ mình, cũng hai tờ, ba tờ, năm tờ, chứ còn em đi một mình em bán không được. Thôi, thì cứ đưa con đi bán, nhưng mà phải cố gắng hết sức để mà chăm sóc cho con cái nha em. Dạ. Hôm nay thì cũng chiến với chị Thảo qua là cũng để bàn luôn cái kế hoạch có thể là giúp đỡ thêm cho cháu, các cháu trong cái thời gian tới. Dạ. Thì sau khi mà anh đăng tải thì anh cũng vận động một cái quỹ sữa cho các cháu, bởi vì bây giờ thì ông bà cố cũng đã lớn tuổi rồi. Dạ. Mức lương cũng thấp. Em thì cái công việc là bán vé số, cái lời lãi nó cũng không nhiều mà trong những cái ngày dịch này nữa. Dạ. Thì nếu như một mình em thì có thể là không thể nào lo sẻ cho hai cháu. Dạ.
và cái nguồn quỹ của chị Thảo cũng đã cạn kiệt rồi, nó chỉ giúp đỡ cho một thời gian ngắn nữa thôi, nên là anh đã vận động cho hai cháu là được hơn 40 triệu đồng. Dạ. À, và anh cũng nói với Trâm luôn là anh giúp cho hai bé nhỏ, còn Trâm thì mình là người lớn rồi thì mình phải cố gắng làm để mà tự lo cho bản thân nha em. Dạ. Thì anh chỉ giúp cho hai con của em thôi. Dạ. Và cái số tiền này á, là phục vụ cho cái quỹ sữa của hai cháu, và có thể là nếu mà mở rộng ra thì có thể là giúp cho tiêm vaccine thôi. Dạ. À. Thì lúc nãy mình cũng bàn với chị Thảo rồi ha. Dạ. Thì khoảng một tháng là trước đây Thảo sẽ chi cho em là khoảng 4 triệu. Dạ, là tiền sữa và đưa cho em để mua tả nữa. Thì bây giờ cái phần này nó vẫn giữ nguyên như vậy, nhưng mà sắp tới thì các cháu sẽ ăn dặm. Dạ. Thì một tháng mình sẽ đưa thêm cho Trâm một cái khoản tiền mặt. Dạ. Để mà có thể là đi chợ và mua thêm những cái đồ ăn mặn để mà nấu cho các cháu, như là dạ, cá tôm gì đó. Dạ. Rồi để cho các cháu ăn uống cho nó cứng cáp hơn. Dạ. Ha. Thì cuộc chiến tính toán là khoảng 40 triệu thì nó cũng được tầm khoảng 8 tháng. Thì nó sẽ giúp cho các cháu nó cứng cáp hơn. Khi đó thì em sẽ có những cái sự lựa chọn hơn để mà có thể chăm sóc cho con của mình. Dạ. À, và cái điều thứ hai nữa, anh cũng muốn tạo ra một cái cơ hội. Đó là ví dụ như cái quỹ này thì phục vụ cho các cháu. Nhưng mà nếu như em đề xuất có một cái công việc nào đó mà nó cần một cái mức vốn, thì anh cũng sẵn sàng hỏi ý kiến mọi người, nếu mọi người đồng ý thì trích ra để mà em có cái vốn. Dạ. Một phần nhỏ để em có thể là làm một cái công việc khác nữa, để mà có thể là lo được hai con. Dạ. Em hiểu không? Thì bất kỳ khi nào em có một cái suy nghĩ em sẽ làm một cái gì đó, thì em có thể là nói với chị Thảo hoặc là anh. Dạ. Để anh có thể là đề xuất tới mọi người, và khi mọi người thấy cái điều này ổn thì chắc chắn là sẽ trích một cái phần quỹ ra để mà giúp cho em có thể là ổn định cái công việc làm của mình. Dạ. Nên em ngoài việc bán vé số thì em cũng hãy suy nghĩ xem sắp tới em có thể làm được cái gì, có thể làm thêm công việc gì. Dạ. Thì mình sẵn sàng là sẽ hỗ trợ em, miễn sao rằng em lao động để mà lo cho hai con của em. Thì em thấy như vậy có ổn không? Dạ đúng. Đây mọi người, thì thật sự rất là cảm ơn mọi người trong cái mùa dịch khó khăn, nhưng mà vẫn là yêu thương và ủng hộ cho hai cháu này. Thì mọi người cũng yên tâm là ít nhất trong cái thời gian tới á, nó cũng đủ thêm một cái nguồn kinh phí để mà giúp cho hai cháu cứng cáp hơn. Thì có thể là Quốc Chiến sẽ gửi vào ngân hàng những cái sổ tiết kiệm nhỏ để mà hàng tháng các cháu có thêm một cái khoản lãi, Thảo ha. Thì hàng tháng á, mình sẽ đưa cái sổ này cho Thảo. Thì Thảo sẽ mua một cái phần sữa như mọi khi. Yeah. Và cái phần tiền còn lại thì sẽ gửi trực tiếp cho Trâm, để Trâm có thể là mua đồ ăn thức uống cho các cháu. Trâm hiểu không? Một yeah. tháng thì mình sẽ một cái số 5 triệu hả Thảo ha? Là đủ. Mình nhắm như vậy á. Thì thường là mua sữa là hết bao nhiêu Thảo ha? Một tháng thì ví dụ như giống như hôm nay em mua 4 hộp đây là sẽ là 1 triệu 2. 1 triệu 2 thì một tháng là khoảng 3 triệu tiền sữa. À, thì 2 triệu là tiền ăn uống cho các cháu, là cũng chỉ nghĩ rằng cái số tiền này nó cũng tương đối lớn và nó khá là đầy đủ cho các cháu rồi. Thì em phải cố gắng vun vén để lo cho con nha. Dạ. Thực sự thì mình qua thì chắc là mình không cần nhắc nhiều nữa. Mọi người thấy hai em bé này là chắc chắn là phải chăm kỹ lắm mới được như vậy, trắng trẻo rồi mập mạp như vậy á, là mình không cần phải dặn dò thêm nữa rồi ha. Chắc là em cũng có kinh nghiệm cho con ăn dặm rồi này kia mà đúng không? Dạ. Anh nghĩ rằng 2 triệu mỗi tháng thì cũng đủ cho em là mua để mà cho hai con ăn đầy đủ, cho con phát triển một cách đầy đủ về thể chất và tinh thần. À, trước mắt thì anh thấy là cái việc bán vé số của em nó hơi cực một chút xíu, nhưng mà anh nghĩ rằng khi hai con còn nhỏ thì đây là một cái công việc rất là phù hợp, tại vì mọi người cũng sẽ ủng hộ cho hai con của em. Dạ. Nhưng mà anh nghĩ về lâu về dài, em hãy có một cái suy nghĩ về một cái công việc khác mà nó giúp cho em là có thể là tạo ra được nhiều cái nguồn thặng dư hơn để mà có thể là lo cho các con sau này. Yeah. Bởi vì nói thật với em là mọi người có thể giúp em trong cái lúc ngặt thôi, không thể giúp em trong cái lúc nghèo. Yeah. Ví dụ qua cái thời điểm ngặt nghèo thì em phải là người đứng lên và đảm đang cái trách nhiệm của một người mẹ. Yeah. Và anh hy vọng rằng, anh tin rằng em sẽ làm được cái điều đó. Yeah. Rồi ngoài bán vé số ra thì em còn nghĩ là em làm được công việc gì nữa không? Dạ em cũng thích buôn bán. Dạ em nếu mà được thì em cũng thích mình có một chiếc xe nước
để mình buôn bán nước á. Rồi mình đẩy ra con mình ở đó kế bên là mình cũng buôn bán được một cái xe nước đó. Dạ, nước ngọt á, mình bán nước ngọt á. Vậy là bây giờ là tại vì nước đá thì mình có thể kêu được, còn nước ngọt thì em mình có thể gửi cho bà cố cái gì đó. Mình đi lấy về 5 thùng, 6 thùng, sao nhiều loại nước gì đó, mình chưng lên tủ mình bán vậy đó. Nhưng mà em sẽ bán ở đâu? Em cũng chưa biết. À, mình thích là cái ý mình thích đó là em có thích những thôi, suy đúng nghĩ không? Thì em nghĩ nếu như em thực sự muốn làm á, tự lực mình làm chứ mình hỏi đi làm cho đúng ai rồi. Tại mình có con nhỏ mình không gửi. Nếu như thực sự em muốn làm á, em phải suy nghĩ thật kỹ về cái kế hoạch rằng em sẽ bán cho ai, bán ở đâu và bán thời gian nào, bán như thế nào. Và em sẽ nói với chị Thảo ha. Và anh thấy rằng nếu mà nó ổn, anh sẽ hỏi ý kiến mọi người nha. Mọi người thấy là Trâm đi bán nước thì có ổn không? Và nếu như ổn thì chúng ta nên triển khai như thế nào? Và nếu như em có một kế hoạch cụ thể và em mong muốn làm cái gì đó thì và mọi người thấy rằng nó ổn thì chắc chắn là anh sẽ là trích một cái phần quỹ ra để mà giúp cho em có thêm cái số ban đầu để mang nước, cũng như là bán kèm vé số chẳng hạn ha. Dạ. Nghĩ là nếu như em có suy nghĩ vậy anh cũng rất là mừng. Một người làm mình phải suy nghĩ ra rằng những cái công việc mà mình có thể tạo ra được nhiều giá trị hơn là đi và làm một cái công việc chỉ ha. Tại anh cũng nếu như em suy nghĩ được vậy thì rất là mừng. Nhưng mà anh nghĩ rằng em phải có một cái kế hoạch cụ thể hơn, ví dụ em sẽ bán ở đâu, mặt bằng như thế nào, hay là đẩy đi, hay là bán cho ai, bán vào giờ nào, và xen kẽ việc bán vé số ra sao, mình để một chỗ hay là mình bán đẩy đi đó, nó cũng khó đó. Em phải tìm hiểu, dành cái thời gian tìm hiểu và nói với chị Thảo, và chị Thảo hoặc là anh thì sẽ mình sẽ có một cái kế hoạch rõ ràng nhé. Nhưng em yên tâm, nếu như thực sự em muốn làm ăn thì anh sẽ trích ra một phần, tất nhiên là một phần nhỏ nhưng mà đủ để em có cái vốn để em có thể là lo cho các con. Trời mừng, trời ơi, trời ơi, dạ mừng chú quá. Thảo nhìn khoái không Thảo? Mừng chú chiếu quá. Đêm này về nè. Rồi. Đêm này về nuôi nè. Em bạn Thảo thì cũng mơ ước là có một em bé để mà ấm bầm á mọi người. Nên là Thảo đi làm những cái công việc như vậy á, giống như là để mà gieo một cái phước. Sau này có hữu duyên gặp được con, và cũng chính hy vọng rằng là Thảo sẽ sớm gặp được con của mình thôi. Và mọi người cũng biết không, Thảo với Chính thì không có quen nhau từ trước, mà thông qua việc giúp đỡ một em bé thì cũng biết được nhau. Và Thảo giới thiệu cho cô Chính cái hoàn cảnh của Trâm á, thì mình mới biết được hôm nay. Nên là cái công của dì Thảo mà giúp cho hai cháu cũng rất là nhiều. Ha, em phải nhớ cái điều đó. Ờ, gì ta, người ta gọi là lấy vía ha. Về đẻ một phát hai đứa luôn. Nhưng mà năm nay sinh đôi nhiều. Không hiểu tại sao nhiều, bạn trai nhiều đó. Đi khắp nơi thấy toàn sinh đôi. Dạ. Bạn trai không à. Ít sinh gái lắm. Bữa dạ. Gì vậy con? Ít mấy đứa con trai không à. Dạ. Âm lại. Đây mọi người, giờ mình sẽ để hai cái chai sữa ở đây nha. Để xem là ai sẽ lấy được và lấy đúng chai hay không. Trời ơi, nó giành nhau rồi. Đạp nhau rồi. Cái gì mà đạp nhau kìa. Đi lấy không. Sữa đi. Trời ơi, ra chơi. Xếp hàng song song coi. Tức quá, nó ít bò lắm. Lấy đúng chai không? Đúng chai không? Đúng chai hả? Đúng luôn anh, màu tím của nó. Hiếu bò chậm quá, Hiếu tức rồi. Nó bị tức á, lấy không được, tức lắm. Nó chậm bò á. Rồi xong, lấy hai chai luôn. Một chai à? Lấy đúng chai không? Đúng. Cô cờ làm gì coi. Rồi, đòi bú rồi. Thôi em cho con bú đi, con đói rồi đó. Đừng cổ nè. Đây rồi. Mọi người, bây giờ cái giờ bú là mới ăn. Nhét vô đi. Tại về là ngoan nhét lắm. Nhét đi. Tới giờ đi. Là Ren à. Biết được uống rồi. Trời ơi, đòi dữ ghê không? Hai ông nội nè. Giờ tự cầm đi. Hiếu tự cầm đi con. Cầm cho mẹ chăm em nè. Hiếu ơi. Hiếu thấy ngồi trên xe cầm giỏi lắm hả? Con cầm cho mẹ đi con. Cầm cho mẹ chăm em. Làm biến. Cầm đi, con cầm cho mẹ chăm em nha. Rồi. Rồi xong, chịu cầm rồi đó. Nghĩa cầm đi con, Nghĩa đi, mẹ Nghĩa cầm đi, mẹ chăm anh hai nè. Rồi Nghĩa. Xong, mẹ nói chăm đứa này đứa kia là thấy không có đứa nào được chăm luôn. Bị dụ á. Bị dụ á cho mẹ dọn. À, nắm luôn. Nó mừng á. Nó nắm luôn. Bú vữa nó quýu nó mừng. Nè. Dạ. Con cầm đi mẹ chăm anh hai nè, anh hai chưa bú kìa. Cảm giác là thèm sữa ha. Rồi. Ôi trời ơi. Bị dụ rồi. Đi mẹ dọn nhà chứ. Đó, buổi trưa về là hai đứa tự nằm ra dậy, một đứa một bình. Dạ. Mới có 8 tháng thôi. Cầm bú thiệt á. Lấy thời gian này là chị sẽ dọn dẹp nhà cửa cũng như là chuẩn bị ăn cơm ha.
ví dụ như là hết là biết chút lên không Trâm? Hết cầm chai ra nó nhìn tới nhìn lui á. À, ý là có chút lên cao để uống. Có nữa. Có. À, giỏi. Tự chúi xuống luôn. Đúng hiểu á, hiểu á, chổng cao lên. Nói chung là cái hoàn cảnh thì nó sẽ tạo ra được những cái điều khác lạ đúng không? Thường là những cái em bé mà 7-8 tháng thì rất là khó làm được cái điều này, nhưng mà do cái hoàn cảnh mà neo đơn đó, nó phải tự lập thôi. Nó tự nó bú. Ờ, chút nè, chút giỏi quá ha. Dạ, nó khó bú là tự nó chúi xuống hết luôn á, có khi rớt bình luôn. Cốp ạ, à, chị nói cốp đi, nó dở ra cho chị à. Dạ, nó cốp nó dở ra à. Cốp. Nó dở ra nó à nè. Cốp. À. Nó chè lại nữa nè. Nó biết á, biết chơi. Cốp à. Cốc. Nó dở ra nè. Cốc à. Giỡn. Cốc à. Trời, nhỏ xíu mà biết giỡn ha, biết chọc cho tôi nữa đó. Nó biết ngủ chơi á mọi người ơi. Bây giờ nè, nó dụ anh chạy đó, nó che lại. Rồi buồn ngủ rồi, mát quá, lâu mình anh hai rồi, anh hai bị dụ rồi. Cốc. À. Đôi mắt biết cười. Rồi, cốp kìa, cốp kìa. Anh nói cốp nó dở ra. Cốp. Chà. Cúp à. Cái này chị cho bé chơi hay sao? Ở nhà em có giỡn á, à. Thì cũng mình cũng chập tay lại mình làm như mình thường làm thôi. Học rất nhanh luôn. Hả? À. Nè, nó che lại nè. Cúp. Cúp. Nó nói hơi nó mới nhớ nó làm. Đó. Ông này á, tắm xong đi rồi giỡn. Chưa tắm xong mà giỡn. Cúp. À. Rồi lại chút chơi. Hiểu chơi vui quá, làm Nghĩa cũng thèm rồi. Nghĩa đang tắm nhà rồi chơi. Rồi. Cúp. Ha. Cúp. Ha. Mừng quá. Khoan. Rồi. Rồi. Tắm đi rồi chơi. Rồi lại chút. Tắm đi chú chơi chung nha. Rồi. Khoan. Cúp. Ha. Cốc hà. Chà. Cốc hà. Cốc hà. Thôi nằm ngủ đi mấy đứa. Nằm nghỉ đi. Cốc hà. Trời ơi, cười chào gì. Cốc hà. À, bà nói hồi khuya này nè, em chưa ngủ dậy á, lúc 3-4 giờ khuya á, dậy rồi nó nhìn lên trên tường á, trên trần nhà á, trển á, cười một mình, nằm nói chuyện mình, cứ nhìn trển kêu cha là cười hoài. Ôi trời. Dạ, 3-4 giờ khuya này, hồi khuya dậy 3 giờ mấy. Nói chung là... Dạ, Hiếu nè, Hiếu kêu cha nhiều nhất. Nói chung là mấy cái chuyện mà người ta cũng hay nói là trẻ con sẽ thấy được nhiều cái mà người lớn không thấy được. Dạ. Lại kìa. Lại luôn hả? Cha. Nhìn lên trên chảnh cứ kêu cha. Cười. Nằm ở đây hay là nằm trên gác? Dạ nằm ngủ ở đây. À. Nhìn trên trên trần nhà. Nhìn trần nhà, nhìn chảnh cười một rồi. Mình rồi kêu cha. Ồ. Cha. À hello mọi người, hôm nay thì Cúc Chiến với chị Thảo dành cái thời gian để mà qua thăm hai cháu cũng như là bàn cái kế hoạch lâu dài luôn. Thì lúc nãy mình đã nói chuyện với Trâm rồi. Dạ. Và tất cả là đều tán thành cái phương án là lâu dài cho các cháu. Thì có thể là trong cái thời gian tới khoảng nửa tháng nữa khi mà cái đợt sửa tiếp theo á thì Cúc Chiến sẽ ghé qua. Và có hai cái công việc mình phải triển khai. Thứ nhất á là trong cái thời gian này Trâm phải suy nghĩ xem cái kế hoạch bán nước của em như thế nào và lên một cái kế hoạch rõ ràng để mà có thể trình bày với lại Cúc Chiến và chị Thảo ha. Nếu như thấy ổn là mình phải triển khai làm ngay để mà có thêm cái nguồn thu nhập cho em. Cái thứ hai là mình sẽ gửi số tiền mà đã kêu gọi cho các cháu vào những cái sổ tiết kiệm nhỏ để mà cứ tới đợt đó mình rút ra thì thứ nhất á là sẽ an toàn và thứ hai là sẽ có thêm cái khoản lãi nhỏ nhỏ cho các cháu. Yeah. Những cái sổ này thì do Trâm đứng tên nhưng mà chị Thảo sẽ là người giữ dùm. Yeah. Và chỉ có Trâm mới có quyền rút ra thôi. Yeah. Và mỗi đợt á chị Thảo sẽ dẫn Trâm đi rút và cứ chi tiêu như là một tháng là 5 triệu thì chị Thảo sẽ giữ cái số tiền này và một tháng á thì chị Thảo cũng đều đặn là mang sữa qua
và cái phần còn lại là gửi cho em để em trực tiếp đi mua những cái vật phẩm tươi sống để mà nấu thêm những cái thực phẩm cho con ăn nha. Dạ. Thì cũng chỉ nghĩ rằng đây là một cái phương án tốt nhất cho cả ba mẹ con rồi. Dạ, em cũng xin cảm ơn các anh chị, mấy cô, mấy bác Mạnh Thường Quân đã ủng hộ cho hai bé Hiếu Nghĩa trong thời gian em chưa có thu nhập, trong khi con em còn nhỏ, em chưa có đi làm được. Dạ, em cảm ơn rất nhiều. Ừ, em cố gắng lên ha. Dạ. Thì cái video tới đây cũng dài rồi, chắc là mình sẽ kết thúc cái video này tại đây. Chắc là mình sẽ hẹn gặp lại mọi người trong những cái video mới nha. Xin chào và hẹn gặp lại.